rất nhiều gia vị, rất nhiều nguyên liệu để nấu lên món này. Nếu mà làm cái này thì nó sẽ hơi bị không giống lắm các bạn nha, thật sự vậy luôn, không giống lắm. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review của mình nha. Thì như đã giới thiệu tập trước á, thì mình sẽ ngoài sơ đi mì mà mình sẽ giới thiệu tiếp những cái loại đồ ăn khác như là hủ tiếu nem khô, bún khô, bánh canh khô, phở khô, và sẽ có thêm một loại là bún mắm khô nha. Đây cho bạn xem, có bún mắm đấy nha, rất là hay mà đa dạng lắm. Đó, đây bún mắm của hãng Đức Chi, hương vị cuộc sống, bún mắm ăn liền. Đó, thì giờ mình sẽ đi biết coi những cái gì ngon rồi nha. Rồi mình sẽ vào review bún mắm nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết cái sản phẩm bún mắm này cả nhà nha. Một sản phẩm thương hiệu khá là hơi lạ chút xíu bạn. Nó thương hiệu Bích Chi nè bạn. À, như đây Vinh Bích Chi, từ năm 1966. Wow, cũng khá lâu nha. Sản phẩm Bích Chi, hương vị cuộc sống, bún mắm. Sao bây giờ mình biết thương hiệu người ta? Bún mắm ăn liền các bạn, khá là nhẹ các bạn nha. Đây, để mình coi giá của cái này bao nhiêu nha. Trần xi bún mắm. Bún mắm đâu? Bún mắm này, Bích Chi ăn liền các bạn, 7.000 là 6.900 nè, bạn thấy không? Nè. Đó. Bún mắm Bích Chi ăn liền nè, 6.900, 7.000, ok. Rồi, mình sẽ vào mình chi tiết coi đáng giá tiền không nha. Đây mình sẽ đọc cái phần sử dụng cho các bạn xem. Đây là sản phẩm công ty Bích Chi nằm ở Đồng Tháp. À, hàng gì mình không biết là phải Đồng Tháp là hơi bị xa. Xứ miền Tây là có món bún mắm nổi tiếng đó các bạn. Đây là cho bắt bún dầu gia vị vào tô, chế khoảng 400 ml sôi. Sau đó đậy kính lại cho 4 phút và mở ra ăn thôi. Đó giống kiểu bún nước thường các bạn nha. À, bây giờ mình sẽ khui nha. Cái này đúng kiểu miền Tây đó các bạn. Mà sắc nó kiểu hơi không được hiện đại nhưng mà nó hợp với mấy người miền Tây mình, nó hơi xế xế xíu. Màu sắc vàng vàng đã đỏ. Nè, hoa văn nè. Đây là cái bún khô nè các bạn. Mình làm ăn bún hủ tiếu thì sẽ biết đây bún khô rồi nha. Đó. Đây. Đây là cái gói gia vị nó các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ khui nha, cắt nha. Để coi. Kéo cắt cho nó lẹ. Đó. Đây có gia vị ra, coi đây có gì. Ok, đây là cái nước sốt, chắc là nước sốt mắm nè. Mắm. Đúng mắm, mình mặc dù mình đóng khói mà mình vẫn thử cái mùi mắm được nha mọi nha. Đây cái gia vị đó nè. Đây là cái đồ khô đó các bạn, đó hành khô hay là mấy cái gia vị khô nè. Đó. Đây là cái sa tế. Mình sẽ cho hết vào các bạn nha. Như là sa tế nè. Đó. Cho vào cây không. Nước là cái quá cho thoải mái đi. Đồ khô nữa các bạn, đó cho vô luôn. Mày không có mực hay là tôm để cho các bạn nha. Không có rau, mắm này có rau, rau món này có rau nhiều mới ngon. Làm cho gia vị được nha. Này nước mà không sao hết. Cho gia vị vô. Ok. Rồi. Cho cái sốt vô bằng nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào cả nhà nha. Đó, mình sẽ cho ngập vào các phần bún cái. Ok, đẹp này nha. Rồi, mình chờ 4 phút cả nhà nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra các bạn nha. Đã hơn 4 phút chưa rồi các bạn. Đây. Món mì đây là món bún mắm các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trộn lên các bạn nha. Đó, nở ở đây mày thấy không? Có vẻ nhìn có không giống lắm ha. Này bún nhỏ. Có nhiều là bún mắm thấy chơi bún bự các bạn. Đó, nhìn trông hoành tráng kiểu bún bò đó. Sợ bún bự á. 4 phút nữa còn mấy cái dính một cục nữa bạn thấy không? Nó chưa nở hết không? Đó. Coi mình thử thơm nha. Cũng thơm mùi mắm. Nó kiểu mắm gì? Mắm nêm mà có chút xíu vị chua chua. Bún mắm gì vậy ta? Bún mắm có bị mắm nha. Không. Giờ thấy có bị mắm rồi đó.
càng đây mới thấy cái vị mắm thơm lên. Mình thổi có thơm nha. Mắm thơm nhưng mà không được đậm đà bằng cái bún mắm mà các bạn ăn ngoài đâu. Bún mắm ngoài nó có nhiều loại gia vị như nấu chung cà tím, nấu chung với cái loại gia vị các bạn, nó sẽ thơm. Này, món mắm khô sẽ chỉ có gia vị gọi là hơi bị tối dậy tí xíu bạn nha. Đó. Giờ mình sẽ ăn thử rồi bạn nha. Có ngon không? Mình cũng chưa thử này bây giờ. Mình thử như thế nào. Thì bún dai cũng khá là ngon. Những sốt mình thử nha. Đây. Đó, thử miếng sốt nha. Ban đầu các bạn lúc uống vô sẽ không thấy mùi mắm, nhưng mà càng uống sẽ thấy cái vị mắm. Mắm là vị hậu và vị hậu thơm. Cái này hơi giống cái mắm mắm ruốc mà cái miền Tây quá. Cái món này thì không biết chấm điểm sẽ hợp lý, tại mình mới ăn đầu tiên mà không có sánh được các bạn nha. Nhưng mà mình thấy nếu mà so với cái món mắm chính các bạn ăn thì hiện nay chỉ được tầm gần 6 điểm là maximum mà. Nó hư rất là nhiều thứ. Thì bún mình không nói đi, từ cái nguyên liệu, tại vì topping nó hạn chế không nói, mà nó sốt á, nó không có đủ nguyên liệu để mà nấu được mực, tức là nhiều nguyên liệu để nấu ra một bún mắm thôi. Này như vậy được 6 điểm maximum hay là đối với mình. Nên nếu bạn nào mà muốn thử cũng được, nhưng mà nếu bạn ăn lại lần 2 mà nó thì chắc khó, bạn thử cho biết thôi nha. Tại vì nó không được không được đặc sắc ấn tượng lắm bạn. Mà thấy cái màu ha, nước đó, đó. Thấy các bạn nước này nó sẽ trong, nó không có được đậm màu như cái nước mắm ngoài các bạn dùng ha. Rất nhiều gia vị, nếu dùng liệu để nấu lên món này, nếu mà làm cái này thì nó sẽ hơi bị không giống lắm các bạn nha, thật sự vậy luôn, không giống lắm. Ai sẽ bún đúng gà sẽ bún to thì nó sẽ ngon hơn, mình thích bún to hơn. Cái này là khô, ăn vô chung thì không có đúng. Gà cũng không có, nói chung thiếu nhiều thứ lắm bạn nha. Nên mà này cái 1.6 điểm là maximum, mà không hơi chấm hơn nữa mà. Nếu mà nào muốn thử cân nhắc nha. Nếu mà hé không muốn mắm thì nên thôi đừng nặng, còn nếu muốn thử thì cũng được ăn cho biết cũng được nha bạn nha. Bây giờ mình sẽ review trực diện cho cả nhà xem nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ review chi tiết cái món bún mắm này các bạn. Đây thương hiệu hơi lạ, đây là Tháp Tỉnh thôi nha, ở Sài Gòn thì nó không có thương hiệu này, mình vừa ra đợi lâu rồi các bạn. Đây cái sợi bún á thì nó không ngon bằng kia, không tươi, nó thì bún khô mà nó không dài đó, nhưng mà cũng chấp nhận được. Nhưng quan trọng cái bún mắm là sẽ rất là khó nấu, rất là nhiều nguyên liệu để ra bún mắm mà. Nó phải có cái mắm tươi, có làm nguyên liệu cao củ, ăn với rau sống. Mình nào mà ăn cái thấy mắm nồng thì ăn cái này được, tại mắm nó không có nồng như cái mắm các bạn ăn ngoài bún mắm đâu. Ăn mắm mà ăn này thấy nó khô xa lắm mà. Ăn để cho biết thì được nha. Chứ còn mà để ăn để mình mới đại hai thì hơi khó, tại vì nó không ấn tượng lắm mà nha. Không phải hãng này mà hãng khác, ví dụ như mà đầu tư á, đầu tư với bún cái dai bún to một chút, thêm gia vị như đồ khô tôm mực gì đó, kiểu bún ốc Biểu Châu bên Trung Quốc các bạn, nó đặc sản đó, hay lắm. Nó có bún ốc, nó có cái măng khô, có đồ chay mà là đậu hũ, nhưng mà làm rất ngon, rất tuyệt vời, rất nhiều gia vị sốt luôn, rất là ngon, thơm chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Còn này nó chia bột gia vị thôi, nó hay một bịch sốt mắm nữa, nó rồi rau củ xé khô, ăn là nghĩ là mình khoảng được 7-8 điểm. Nếu mà làm như kiểu đó thì sẽ ấn tượng người ta hơn bạn nha. Cái này thì nó chưa ấn tượng lắm thật sự luôn á, khó lắm mà. Thứ nhất phải sốt phải giống cái mắm trước đã thì người ta mới ấn tượng. Ngay sốt mắm là không giống thì rất là khó bạn nha, thật sự luôn rất là khó. Thôi mình nói dông nói dài, nói chung là anh nào muốn thử thì cứ mua, còn nếu mà không thích thì thôi bỏ qua kiếm món khác được nha.
Rồi nếu bạn nào muốn thử thì mình sẽ để link Shopee dưới nha. Rồi em tham khảo nha. Rồi hẹn cả nhà đi tiếp sau nha. Bye bye. Đây bún mắm miền Tây.